Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh là sự kiện có ý nghĩa quan trọng cho đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của tỉnh. Là dịp để tổng kết, nhìn nhận và đánh giá, khẳng định những kết quả đạt được qua 60 năm xây dựng và phát triển tỉnh với nhiều thành tựu nổi bật toàn diện, những đóng góp to lớn và vị thế rất quan trọng của tỉnh đối với sự phát triển chung của đất nước. Qua đó củng cố niềm tin, niềm tự hào, khích lệ, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa con người Quảng Ninh, tinh thần kỷ luật và đồng tâm, truyền thống cách mạng, văn hóa, sự năng động và khát vọng đổi mới sáng tạo, ý chí tự lực tự cường vượt lên mạnh mẽ và bền vững của nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh, quyết tâm vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15. Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh, nhiều phong trào thi đua, phần việc thiết thực, ý nghĩa đã được các địa phương, cơ quan, đơn vị, sở, ban ngành, tổ chức chính trị xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tổ chức, tạo nên khí thế sôi nổi rộng khắp toàn tỉnh. Tỉnh Quảng Ninh và các địa phương cấp huyện đã lựa chọn các công trình tiêu biểu để gắn biển chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh như dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh 341 từ khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh, dự án xây dựng nâng cấp mở rộng bệnh viện phổi Quảng Ninh, trung tâm kiểm soát dịch bệnh CDC, dự án trường trung học phổ thông Bình Liêu. Đây đều là những công trình có ý nghĩa quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội, phục vụ nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Hòa cùng không khí hướng tới kỷ niệm ngày thành lập tỉnh, các cuộc thi như tìm hiểu Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển theo ba hình thức: thi viết, trắc nghiệm qua internet và thi sân khấu hóa. Cuộc thi sáng tác tác phẩm âm nhạc, văn học nghệ thuật, báo chí, liên hoan tiếng hát khu dân cư đã nhận được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh. Nhiều bài dự thi đồ sộ được đầu tư công phu, thể hiện niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và lan tỏa thông điệp ý nghĩa về tinh thần học tập, làm việc, cống hiến hết mình, góp phần xây dựng quê hương Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp. Đặc biệt, công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh dự kiến được tổ chức vào ngày 28 tháng 10 tại quảng trường 30 tháng 10, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, cũng đang được các cơ quan đơn vị chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng QTV1, QTV3, tiếp sóng trên một số đài phát thanh truyền hình các tỉnh thành phố trong cả nước. Thường trực tỉnh ủy đánh giá cao các cấp ủy, địa phương, cơ quan đơn vị trong toàn tỉnh đã nghiêm túc quán triệt triển khai chỉ thị số 27 ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh với nhiều nội dung phong phú, sinh động, thiết thực, có chiều sâu, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, đồng thời yêu cầu phải tiếp tục bám sát các nhiệm vụ được phân công để hoàn thành công việc một cách hiệu quả nhất, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo Thường trực tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy về tình hình thực hiện. Một số nội dung cần lưu ý đó là sớm tổng kết các cuộc thi tìm hiểu Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển, cùng các cuộc thi sáng tác tác phẩm âm nhạc, tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí. Việc gắn biển các công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh được thống nhất sẽ tiến hành trong cùng một ngày, đảm bảo trang trọng, không phô trương hình thức, quan tâm tổ chức các hoạt động uống nước nhớ nguồn để đền ơn đáp nghĩa, tôn vinh tri ân những cống hiến đóng góp của nhân dân, những cán bộ đảng viên, người có công với cách mạng đã tận hiến phụng sự hết mình xây dựng quê hương Quảng Ninh. Việc tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh phải diễn ra phù hợp với quy mô, bối cảnh, tình hình, đảm bảo an toàn, trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, qua đó góp phần củng cố vững chắc và nhân lên niềm tin, niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và quyết tâm chính trị của mỗi người dân trong xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Cũng trong sáng nay, Thường trực tỉnh ủy nghe và cho ý kiến một số nội dung quan trọng khác.